Chào mừng các em đến với bài giảng môn công nghệ lớp 7 với bài nhận biết một số loại phân hóa học thông thường về dụng cụ và vật liệu cần thiết. Mẫu phân bón hóa học thường dùng trong sản xuất ống nghiệm thủy tinh hoặc là cốc thủy tinh nhỏ, đèn cồn thân cuối, kẹp sắt, gấp than, thìa nhỏ, diêm bật lửa, nước sạch. Về quy trình thực hiện, thứ nhất là phân biệt nhóm phân bón hòa tan và nhóm phân bón ít tan hoặc là không tan. Thứ nhất, phân biệt nhóm phân bón hòa tan và nhóm ít tan. Bước 1 là lấy một lượng phân bón bằng hạt ngô cho vào ống nghiệm. Bước 2, cho 10 đến 15 ml nước sạch vào lắc mạnh trong vòng 1 phút. Bước 3 là để lắng từ 1 đến 2 phút rồi quan sát mức độ hòa tan. Nếu thấy hòa tan, đó là phân đạm và phân kali. Và nếu như thấy không hòa tan hoặc ít hòa tan thì đó là phân lân hoặc là phân vôi. Là sơ đồ tóm tắt quy trình thực hiện. Tức là chúng ta lấy một ít phân bón cho vào ống nghiệm, lắc đều trong một phút, sau đó để lắng và phân biệt nếu như là nó tan và không tan. Nếu tan đó là phân đạm và phân kali, nếu không tan hoặc là ít tan đó là phân lân và vôi. Đây là hình ảnh về phần kali, phần ure, tức là phần đạm này, đạm ure có chứa nitơ này, phần kali. Nhóm thứ hai là phân biệt nhóm phân bón ít tan hoặc không tan, đó là phân lân và vôi. Để nhận biết cái này chúng ta quan sát màu sắc. Nếu phân bón có màu nâu, nâu sẫm hoặc trắng xám như xi măng thì đó là phân lân. Đây là hình ảnh về phân lân. Nó có màu nâu sẫm hoặc xám như giống như xi măng. Còn nếu như có màu trắng dạng bột thì đó là vôi. Đó là màu trắng dạng bột, đó là vôi. Và bài học đến đây là hết. Cảm ơn các em đã xem video này. Mọi góp ý về hoặc là đặt câu hỏi gì về bài xin để lại bình luận bên dưới ngay video này nha. Và chào đón các em sẽ đến với bài giảng tiếp theo. Và đừng quên bấm subscribe, tức là đăng ký kênh, bấm chuông, tức là nhấn chuông để thông báo, nhận thông báo khi có một video mới đăng tải lên tiếp theo. Like tức là thích video này, và share tức là chia sẻ video này cùng với mọi người. Xin chân thành cảm ơn các em đã theo dõi video và bài giảng đến đây là hết. Xin hẹn lại gặp lại các em trong bài giảng tiếp theo. Chào tạm biệt các em.